Trần Bắc Hà chết vì bị dùng nhục hình. Ngày đầu tháng 8 năm 2019, mạng xã hội bất thần lan tỏa một bài viết mang tựa đề rất ấn tượng: những sự thật về cái chết của ông Trần Bắc Hà, trách nhiệm của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng C03, Bộ Công an và các điều tra viên có liên quan, của một tác giả ẩn danh. Theo tác giả này, việc chuyển bị can sang tạm giam tại trại 771 chỉ áp dụng đối với bị can trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, chuyên án ma túy hoặc là vụ án mà bị can phạm tội đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bí mật nhà nước. Cũng theo tác giả này, việc không cho phép bị can Trần Bắc Hà được hưởng quyền của bị can theo luật định, việc chuyển bị can sang trại 771. Việc chuyển bị can sang trại 771 không đúng quy định để giam giữ theo hình thức biệt giam trong những ngày hè nắng nóng của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03, rõ ràng có đủ dấu hiệu mặt khách quan của hành vi sử dụng nhục hình. Song là cách dùng nhục hình hết sức tinh vi, lách luật nhằm gây đau đớn về thể xác và tinh thần đối với bị can Trần Bắc Hà. Hành vi này đã xâm phạm quyền con người, vi phạm Công ước chống tra tấn, là một trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1987. Bị cấm trong hoạt động điều tra được quy định tại khoản 2 điều 14 luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 về những hành vi bị nghiêm cấm là bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. Mặc dù nhiều chi tiết của tác giả ẩn danh trên được cho là rất khó để kiểm chứng về tính xác thực của chúng, nhưng sự xuất hiện của bài viết rất chi tiết này và đúng lúc cơ quan điều tra của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có vẻ còn đang lúng túng chưa biết nên công bố nguyên nhân cái chết của Trần Bắc Hà là do đâu hay do ai đã làm cho Trần Bắc Hà phải tử vong ngoại viện, đã khiến cho dư luận càng không thể an tâm về cách thông tin của báo chí nhà nước cho rằng ông Hà hoặc chết vì bệnh gan giai đoạn cuối hoặc là do cao huyết áp. Bài viết đã xuất hiện gần như đồng thời với thời điểm lên tiếng của người phát ngôn Bộ Công an là Lương Tâm Quang. Hiện nay Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đang chủ trì khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của bị can Trần Bắc Hà. Trung tướng Lương Tâm Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an nói như thế khi trả lời câu hỏi của báo giới về nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Tuy nhiên, tướng Quang lại thòng thêm câu rằng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng xác định nguyên nhân, hiện chưa có kết quả. Vào tháng 11 năm 2018, Trần Bắc Hà được cho là đã bị mật vụ Việt Nam bắt tại Lào và sau đó đưa về Việt Nam. Vụ bắt này xảy ra chỉ 2 tháng sau cái chết thình lình và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang, quan chức chủ tịch nước. Cũng trong vụ bắt Trần Bắc Hà ở Lào, không có thông tin công khai nào về việc cơ quan điều tra quân đội đã tham gia mà chỉ có Bộ Công an. Tuy nhiên, một bản tin của báo Tuổi Trẻ về cái chết của Trần Bắc Hà đã lần đầu tiên cho biết Hà chết trong khi đang ở trong trại giam quân đội tại Sóc Sơn, trại 771. Nhưng theo Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, vụ án Trần Bắc Hà là ngành công an thụ lý điều tra và theo đó Trần Bắc Hà phải bị tạm giam tại trại giam của Bộ Công an. Vậy cánh quân đội có mối quan hệ đặc biệt nào đối với vụ Trần Bắc Hà mà Hà phải bị tạm giam tại trại giam quân đội chứ không phải là trại giam công an? Phải chăng vụ án Trần Bắc Hà không chỉ đơn thuần từ những sai phạm kinh tế mà còn liên quan hoặc liên đới rất sâu đến cả nội bộ đảng và nội bộ cao cấp bên quân đội, hoặc thuộc loại án an ninh quốc gia nhưng nằm trong tuyến phụ trách của Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo quân đội, chứ không phải thuộc trách nhiệm của Bộ Công an. Sự thật về cái chết của Trần Bắc Hà phần 2. 3. Trách nhiệm của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03 và các điều tra viên Cục C03 Bộ Công an. Thứ nhất, trách nhiệm của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03. Trách nhiệm chính dẫn đến cái chết của bị can Trần Bắc Hà trong thời gian bị gửi biệt giam tại trại T771 thuộc về Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03 do đã có các hành vi vi phạm pháp luật sau. A. Có hành vi dùng nhục hình đối với bị can Trần Bắc Hà và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội dùng nhục hình quy định tại Điều 373 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Một là trong suốt thời gian hơn 7 tháng bị tạm giam tại trại T16 Bộ Công an và biệt giam tại trại 771 Bộ Quốc phòng, ông Trần Bắc Hà không được Cục C03 do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng C03 chỉ đạo cho phép được thực hiện các quyền của bị can theo luật định, như không được thân nhân thăm nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Bản thân gia đình cũng không biết bị can đang bị tạm giam ở đâu để tiếp tế. Không có luật sư tham gia các buổi hỏi cung để bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can, mặc dù bị can này đã có sẵn luật sư từ trước.
Nhiều lần hỏi cung, Cục C03 không thực hiện việc ghi hình ghi âm buổi hỏi cung theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng C03 đã vi phạm nghiêm trọng quyền của bị can được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự để phòng tránh oan sai, tra tấn, dùng nhục hình, bức cung đối với bị can. Hai là Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03 đã chỉ đạo chuyển sang trại giam 771 Bộ Quốc phòng đối với bị can Trần Bắc Hà để đảm bảo bí mật hoạt động điều tra là không đúng quy định. Bởi vì bị can này bị khởi tố với tội danh thuộc loại vụ án kinh tế đơn thuần, không thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi việc chuyển bị can sang tạm giam tại trại 771 chỉ áp dụng đối với bị can trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, chuyên án ma túy hoặc vụ án mà bị can phạm tội đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bí mật nhà nước, vụ án kinh tế. Việc Cục C03 thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03 chuyển bị can Trần Bắc Hà sang biệt giam tại trại T771 với điều kiện sống khắc nghiệt, có chế độ sinh hoạt và điều kiện y tế hạn chế đã làm cho bị can này đến đầu tháng 7 năm 2019 bị suy giảm sức khỏe, phải đưa đi bệnh viện 198 để khám bệnh. Như vậy, việc không cho phép bị can được hưởng quyền của bị can theo luật định, việc chuyển bị can sang trại 771 không đúng quy định để giam giữ theo hình thức biệt giam trong những ngày hè nắng nóng của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03, rõ ràng là có đủ dấu hiệu mặt khách quan của hành vi sử dụng nhục hình. Song là cách dùng nhục hình hết sức tinh vi, lách luật nhằm gây đau đớn về thể xác và tinh thần đối với bị can Trần Bắc Hà. Hành vi này đã xâm phạm quyền con người, vi phạm Công ước chống tra tấn, là một trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1987. Bị cấm trong hoạt động điều tra được quy định tại khoản 2 điều 14 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự năm 2015 về những hành vi bị nghiêm cấm là bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hành vi dùng nhục hình của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã khiến cho bị can tự sát bằng hình thức tuyệt thực, đã vi phạm vào quy định tại khoản 1, điểm B, khoản 3, điều 373 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đó là, thứ nhất, người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 đến 12 năm. A. Gây thương tích hoặc gây tổn hại về sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. B. Làm người bị nhục hình tự sát. Về mặt chủ quan, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03 đã cố ý và từng bước tính toán rất chi tiết về việc điều chuyển bị can Trần Bắc Hà sang biệt giam tại trại T771. Biết trước điều kiện giam giữ hạn chế, chế độ sinh hoạt và y tế hạn chế sẽ hành hạ thân thể bị can. B. Có hành vi giết người phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người do cố ý thúc đẩy bị can Trần Bắc Hà vào tình trạng tuyệt thực bằng hành vi dùng nhục hình tinh vi, đồng thời bỏ mặc để bị can tuyệt thực đến chết. Bên cạnh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi dùng nhục hình, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03 đã cố tình không thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 1 điều 52 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra. Thủ trưởng Cơ quan Điều tra có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Chỉ đạo điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quyết định các vấn đề công tác của Cơ quan Điều tra do mình làm Thủ trưởng. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Thủ trưởng Cơ quan Điều tra cấp trên. Mặc dù trại 771 đã thông báo, điều tra viên thụ lý vụ án cũng đã báo cáo về tình trạng tuyệt thực và sức khỏe suy sụp nghiêm trọng của bị can Trần Bắc Hà. Song do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, người có quyền lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án, đã không hề có bất kỳ một ý kiến chỉ đạo nào theo thẩm quyền, trách nhiệm của mình nhằm ngăn chặn xử lý giải quyết tình trạng tuyệt thực của bị can này. Trong khi đó, việc ngăn chặn xử lý tình trạng tuyệt thực đó hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện nhanh chóng. Hành vi cố tình bỏ mặc với quan điểm kệ xác nó của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhằm để cho bị can chết trong trại giam có đầy đủ dấu hiệu mặt khách quan, chủ quan, khách thể, chủ thể và hậu quả của cấu thành tội phạm, tội giết người quy định tại khoản 2 điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 3.2. Trách nhiệm của các điều tra viên Cục C03 trực tiếp thụ lý vụ án. Các điều tra viên Cục C03 được giao thụ lý vụ án đã có báo cáo bằng văn bản gửi Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03,
Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về tình trạng sức khỏe nguy kịch đến tính mạng do tuyệt thực của bị can Trần Bắc Hà và đề xuất đưa bị can đi chữa bệnh. Khi Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục C03, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cố tình bỏ mặc, không chỉ đạo để ngăn chặn tình trạng tuyệt thực của bị can Trần Bắc Hà, các điều tra viên Cục C03 được giao thụ lý vụ án đều biết rõ khả năng suy kiệt sức khỏe, có nguy cơ tử vong của bị can nếu không thực hiện đề xuất đưa bị can đi chữa bệnh. Tuy nhiên trong trường hợp này, đúng ra là các điều tra viên phải báo cáo nhưng lại không có báo cáo bằng văn bản với những cấp có thẩm quyền, bao gồm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an là Thượng tướng Lê Quý Vương và Kiểm sát viên vụ 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được giao theo dõi vụ án. Việc không báo cáo nói trên đã làm cho các cấp có thẩm quyền không nắm được tình hình, thực trạng nguy cấp để kịp thời có biện pháp giải quyết, ngăn chặn tình trạng tuyệt thực đến chết của bị can Trần Bắc Hà. Bên cạnh đó, các điều tra viên Cục C03 được giao thụ lý vụ án còn vi phạm các quy định pháp luật tố tụng hình sự về việc không cho bị can được thực hiện các quyền được người thân thăm nuôi, được có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình hỏi cung, không ghi âm ghi hình các buổi hỏi cung. Do vậy, các điều tra viên này đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của điều tra viên được quy định tại Điều 53 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự. Là thứ nhất, điều tra viên được tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh và các hoạt động điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra theo sự phân công của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra. Hai, điều tra viên thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự khi được phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về điều tra vụ án hình sự. 3. Điều tra viên có trách nhiệm sau đây. A. Áp dụng các biện pháp theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự và pháp luật khác có liên quan để điều tra, xác định sự thật vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ. B. Tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra. Do không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, dẫn đến cái chết của bị can Trần Bắc Hà, hành vi của các điều tra viên Cục C03 được giao thụ lý vụ án có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1 điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đó là, người nào có chức vụ quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù giam.